À Khắc Thiên Kiều, tại sao em lại khóc? Tại vì em đã yêu rồi. Em đã yêu, nhưng mà trong tất cả các cầu thủ đá banh ở đây, em yêu ai? Em nói đi. Em yêu anh Năm Lon. Trời ơi, em yêu anh Năm Lon. Mới gặp anh Năm Lon lần đầu mà sao em yêu nhanh dữ vậy? Thôi hết rồi. À Khắc Chu Sa, em yêu anh Năm Lon là có tội phải không anh? Nếu em tự yêu thì có tội, nhưng em yêu theo yêu cầu của anh Tuấn thì không sao đâu em. À Khắc Thiên Kiều, yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu mấp mài trong. Mà giờ đây đã muộn màng rồi, anh có còn gì nữa đâu để nhớ thương từng kỷ niệm trong đời. Mình đã một thời chắc chiều trong tuổi còn đã hiện thề nguyện ước không? Người ta vẫn hững hờ và xem em như kẻ lạ người xa. Kẻ lạ người xa, trời ơi, kẻ mình yêu lại hững hờ xa lạ thì còn gì niềm đau đớn nào hơn? Thiên Kiều ơi, gần gũi tất gian mà như vạn lý quang sáng. Tình cấm nín nên tình đành tuyết dòng. Tóc mây quằn quại bay trong gió lòng, như lòng em đang bao đồng tươi vời. Thiên Kiều ơi,
sao chiều nay bỗng nhiên anh lo sợ, như vừa đánh mất một cái gì anh yêu quý nhất. Nếu một mai giữa xa trường anh gục chết, biết anh nằm lon là người có đắp mộ cho anh. Dạ, Hoàng Việt Trang, nghệ sĩ CD Trang sẽ được trân trọng cảm ơn tình cảm của các cô chú anh chị rất là nhiều ạ.